Thưa quý vị, một trong những thành công lớn nhất của thành phố trong tổ chức lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng 2023 chính là trong năm đêm diễn ra sự kiện với sự tham gia đông đảo của người dân, du khách, nhưng thành phố không để xảy ra sai sót hay những sự cố về an ninh trật tự. Đây là phát biểu nhấn mạnh của Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng khi chủ trì hội nghị tổng kết lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng DIFF 2023 vào cuối giờ chiều qua ngày 18 tháng 7. Đồng chủ trì có Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Lương Nguyễn Bình Triết và Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Lê Trung Chinh. Theo báo cáo của Sở Văn hóa và Thể thao, tổng doanh thu từ bán vé năm nay là 9,7 tỷ đồng, giảm 17,5% so với năm 2019. Lượng khách do cơ sở lưu trú phục vụ qua hơn một tháng tổ chức sự kiện lễ hội từ ngày 2 tháng 6 đến ngày 8 tháng 7 đạt khoảng hơn 942.000 lượt, tăng 29% so với dịp lễ hội pháo hoa năm 2019. Riêng tổng lượng khách do các cơ sở lưu trú phục vụ trong 5 ngày diễn ra sự kiện pháo hoa đạt khoảng 321,7.000 lượt khách. Bên cạnh đó, lượng khách sử dụng dịch vụ xem pháo hoa trên 21 tàu du lịch đạt 10.235 khách, tăng 87% so với năm 2019. Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Lê Trung Chinh nhấn mạnh, sự thành công trong việc tổ chức lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng 2023 chính là mang đến sự hài lòng cho du khách khi đến với thành phố. Hình ảnh Đà Nẵng đã được lan tỏa với bạn bè trong nước và quốc tế. Về các nguyên nhân dẫn đến sự thành công của lễ hội, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng khẳng định. Thứ nhất là mình vừa có nói rằng là cái sự quyết tâm chính trị của lãnh đạo thành phố và cái sự hỗ trợ, ủng hộ, động viên của Trung ương. Khi chúng ta đặt vấn đề này thì Trung ương rất quan tâm. Có thể một lần nói thôi, chứ cũng không có cơ chế chính sách gì cho nào, nhưng một lần nói động viên. Thứ hai là cái sự hỗ trợ, đồng hành rất lớn từ sinh rúp của các đơn vị trong ban tổ chức chúng ta, các địa phương. Chúng ta làm hết mình, rồi nhân dân của chúng ta. Chúng ta không phải là thành công ngay tại cái khu vực lễ hội, mà nó thành công ở tất cả khi mà cộng đồng doanh nghiệp và toàn thể nhân dân du khách hưởng ứng lời kêu gọi của lãnh đạo thành phố trong chung tay để mà xây dựng cái hình ảnh Đà Nẵng trong cái dịp pháo hoa này. Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng 2023 diễn ra thành công tốt đẹp, ghi nhận biểu dương và đánh giá cao sự thành công của lễ hội. Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng nhấn mạnh, với các yếu tố tạo nên sự thành công thì thành phố cần phải rút ra bài học kinh nghiệm, vì không chỉ cho lễ hội này mà còn ở các sự kiện lễ hội mang đẳng cấp quốc tế khác. Bên cạnh đó, một trong những thành công lớn nhất của thành phố chính là tổ chức năm đêm với sự tham gia đông đảo của người dân, du khách, nhưng không để xảy ra sai sót hay những sự cố về an ninh trật tự. Bí thư Thành ủy biểu dương sự quyết tâm của Ban Cán sự Đảng, Ủy ban Nhân dân thành phố, sự đồng hành chuyên nghiệp của tập đoàn Sun Group, sự phối hợp chặt chẽ trách nhiệm của các sở ban ngành, đặc biệt là Công an thành phố, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố, Bộ đội Biên phòng thành phố, và trân trọng cảm ơn sự đồng hành của người dân thành phố, đặc biệt là cách ứng xử trong việc tham gia lễ hội phục vụ du khách. Cái thành công của lễ hội của chúng ta ngày hôm nay nó cũng chính là cái áp lực để chúng ta phải chuẩn bị tốt hơn cho các cái sự kiện văn hóa du lịch khác. Đặc biệt là tôi đề nghị là sau cái hội nghị này thì Ban Cán sự Đảng, các đồng chí chủ động tham mưu đề xuất cái việc chuẩn bị cho lễ hội pháo hoa quốc tế năm 2024. Chúng ta phải có chủ trương, phải có cái sự chuẩn bị ngay từ bây giờ, và đặc biệt là các cái từ cái lễ hội năm nay chúng ta có những cái rút kinh nghiệm để có công tác chuẩn bị cho nó đầy đủ, chú đáo hơn, kể cả các cái nguồn lực về mặt xã hội, nguồn lực của ngân sách thành phố. Và một cái đề nghị nữa là chúng ta không nên tách rời cái lễ hội này với lại các cái sự kiện văn hóa, thể thao hoặc là các cái sự kiện lễ hội du lịch khác của thành phố, để tạo thành một cái chuỗi sự kiện thì cái đẳng cấp và cái tầm của du lịch của thành phố chúng ta và cái uy tín, vai trò của thành phố và cái thương hiệu thành phố chúng ta sẽ được khẳng định ngày càng tốt hơn.
Dịp này có 26 tập thể và 18 cá nhân được nhận bằng khen của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác tổ chức lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng 2023, trong đó có Đài Phát thanh Truyền hình Đà Nẵng.